Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm một đề tài so sánh đạo Phật với đạo Thiên Chúa của trang nhà Nguyễn Cường. Bài này có sự so sánh khá đặc biệt hơn là những bài trước mình đã làm trên hai kênh, trên Lê Ngọc Hiệp Vlog và trên Lê Ngọc Hiệp. So sánh đạo Phật với đạo Thiên Chúa. Bài viết này tôi sẽ so sánh giữa hai tôn giáo có ảnh hưởng nhiều nhất ở Việt Nam chúng ta. So sánh về đức tin, về giáo lý, về cách tổ chức, về ảnh hưởng đến suy nghĩ, tư tưởng và lối sống của tín đồ. Thiên Chúa giáo, ở đây tôi chủ yếu nói về Công giáo La Mã và Tin Lành. 1. Thiên Chúa giáo, giáo hội bắt các tín đồ phải tin tuyệt đối rằng mọi sự việc, sự vật, mọi vật có thể hay các loài sinh vật đều do Chúa tạo ra. Phật giáo, Đức Phật nói rằng không có bất cứ ai, không có bất cứ vị thần nào có thể tạo ra những điều đó. Tất cả đều do quan hệ nhân duyên, có duyên sẽ tạo thành, hết duyên sẽ tự diệt. Rồi mối quan hệ nhân quả, mọi sự việc hay kết quả đều có nguyên nhân và mối quan hệ luân hồi, nghĩa là sự chuyển hóa hay chuyển đổi. Mọi sự việc, sự vật chất hay muôn loài đều có sự chuyển hóa, nghĩa là không có gì có thể tồn tại mãi, nó sẽ luôn chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác thành một vòng tròn, đó là vòng luân hồi. 2. Thiên Chúa giáo là tôn giáo ép buộc tín đồ phải tin tuyệt đối rằng vào đối tượng câu chuyện vô lý, không có thật và không tồn tại. Tín đồ không được thắc mắc, không được tra hỏi, không cần biết đúng sai, không cần nguyên nhân. Câu nói phúc cho những ai không thấy mà tin đã nói lên sự bất lực và sự lưu manh của tôn giáo này. Phật giáo, Đức Phật dạy con người chỉ nên tin khi đã mắt thấy tai nghe, khi đã được kiểm chứng và phù hợp với mỗi người. Một đức tin đúng là có đức, có trí tuệ, có lý trí, có hiểu biết, mà tin mà không hiểu sẽ đi lầm đường, sẽ tự gây đau khổ. Đức Phật khuyến khích con người rằng đừng vội tin những cái gì mà người ta thường lặp đi lặp lại. Đừng vội tin một điều gì dù điều đó là bút tích thánh nhân xin xưa để lại. Đừng vội tin tưởng một điều gì dù điều đó là một luật lệ đặt ra từ lâu và được xem như là chính đáng. Đừng vội tin một điều gì dù điều đó là do quyền năng của một vị thầy hoặc do quyền lực của một nhà truyền giáo. 3. Thiên Chúa giáo là tôn giáo chủ trương dùng thần quyền để ngu dân hóa tín đồ, muốn tín đồ trở thành những con chiên mù quáng, cuồng tín, mất đi khả năng tư duy, suy nghĩ, trở thành tôi tớ hèn mọn cho giáo hội, làm con người thêm đau khổ. Phật giáo là tôn giáo chủ trương giác ngộ con người để giải thoát con người khỏi thần quyền u mê và mù quáng, có tư duy, suy nghĩ thấu suốt, minh triết, tự do, độc lập trong cuộc sống, với chủ trương đi tìm các nguyên nhân dẫn đến con người đau khổ đau rồi giải thoát con người ra khỏi khổ đau. Có nghĩa rằng từ chúng ta muốn giải quyết một việc gì đó thì chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ mọi nguyên nhân dẫn đến sự việc đó để tránh mắc phải. 4. Thiên Chúa giáo là tôn giáo sử dụng luật lệ hay giáo luật để khống chế tín đồ, lập trình não bộ tín đồ, đòi hỏi tín đồ phải trung thành tuyệt đối với giáo hội, bắt tín đồ phải vâng phục giáo hội vô điều kiện. Tôn chỉ của tôn giáo này là thuận thì sống mà chống thì chết. Phật giáo là tôn giáo không được phép dùng luật lệ hay giáo luật để khống chế tín đồ. Đây là tôn giáo tôn trọng mọi sự tự do, tội lỗi hay mâu thuẫn do con người gây ra thì con người phải chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm sửa chữa và để giải quyết. 5. Thiên Chúa giáo là tôn giáo luôn gieo rắc nỗi sợ hãi vào đầu tín đồ để các tín đồ phải cần đến họ, phải cầu cạnh họ. Là tôn giáo được tạo ra để bắt con người phải phục vụ và cung phụng tôn giáo. Là tôn giáo vẽ ra rất nhiều tội lỗi vớ vẩn rồi chụp lên đầu loài người.
Phật giáo là tôn giáo phục vụ con người, giúp con người hiểu được sự thật và ánh sáng chân lý, nhằm mục đích giải thoát con người ra khỏi mọi xiềng xích tinh thần. Khái niệm tội lỗi đối với Phật giáo, nó đều hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Nó phù hợp với lương tri và đạo đức làm con người. 6. Thiền Chúa giáo là tôn giáo có đức tin phản khoa học, tẩy chay khoa học, dùng nhiều thủ đoạn đê hèn và bẩn thỉu để nhồi nhét vào đầu tín đồ từ khi lọt lòng những điều bịp bộn, phi lý trí, tẩy não tín đồ, bắt tín đồ phải tin tuyệt đối vào những câu chuyện hoang đường, mù quáng. Tôn giáo này chỉ tồn tại được trên nền tảng dân trí thấp. Do đó, chính sách ngu dân hóa, nhồi sọ hóa và ép buộc hóa là nhân tố quyết định để tôn giáo này tồn tại. Khoa học và sự hiểu biết của loài người càng phát triển thì tôn giáo này càng rơi vào suy vong. Phật giáo là tôn giáo luôn đồng hành cùng với khoa học, tôn trọng sự thật và chân lý, rao giảng những điều làm thức tỉnh con người, khai sáng con người. Khoa học và sự hiểu biết của loài người càng phát triển thì Phật giáo càng lên ngôi, càng có chỗ đứng vững chắc. 7. Thiên Chúa giáo là tôn giáo luôn sử dụng chiêu bài đê hèn là lợi dụng hôn nhân, tình cảm gia đình để ép người khác cải đạo, để chiêu nạp tín đồ, gây bao mâu thuẫn, đau thương, chia rẽ và phân ly. Phật giáo luôn nói không với những thủ đoạn trên. Phật giáo đề cao giữ duyên, không chia rẽ tình yêu đôi lứa. 8. Thiên Chúa giáo là tôn giáo được ra đời bởi mục đích chính trị, nên bản chất của tôn giáo này luôn gắn liền với chính trị, liên kết chặt chẽ với các thế lực hộ giáo, với các thực dân đế quốc để truyền giáo. Do đó, trong lịch sử tôn giáo này đầy ắp sự kiện bẩn thỉu, phi nhân tính và nhục nhã trong quá trình truyền giáo. Tôn giáo này luôn mang tư tưởng đặt lợi ích của giáo hội và đế quốc thực dân lên trên lợi ích quốc gia dân tộc, luôn mang tư tưởng cổng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mã tổ, tôn vinh lũ bán nước, coi rẻ nguồn gốc tổ tiên. Phật giáo là tôn giáo lấy căn bản sự thật và chân lý để truyền giáo, không liên quan đến chính trị. Do đó, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, tôn vinh các anh hùng dựng nước và giữ nước, tôn trọng nguồn gốc của tổ tiên. 9. Thiên Chúa giáo là tôn giáo phân biệt rõ rệt đẳng cấp xã hội. Bọn chủ chăn và lãnh đạo giáo hội là đẳng cấp trên cùng. Chúng có quyền lực rất lớn, nên tín đồ có quyền sinh, quyền sát tín đồ trong tay. Tôn chỉ của tôn giáo này là thuận sống, thuận thì sống mà chống thì chết. Các tín đồ chỉ là hàng ruồi muỗi, khiến kiến dáng và kiếp sống của tín đồ là sống kiếp nô lệ, phục tùng, phải nghe lời đám chủ chăn và giáo hội, phải sống kiếp dân hiến, văn phục và hầu hạ chúng. Là tôn giáo coi rẻ vai trò của phụ nữ, phân biệt giới tính, gạt những người đồng tính ra ngoài lề xã hội, xem phụ nữ là đồ chơi giải trí. Phật giáo luôn chủ trương xóa bỏ mọi đẳng cấp xã hội, đặt mục tiêu bình đẳng xã hội, bình đẳng giới lên trên hết. 10. Thiên Chúa giáo là tôn giáo nô lệ của người, giam cầm tinh thần của người trong sợ hãi, bắt tín đồ phải tin rằng số phận của mọi tín đồ sẽ do Chúa quyết định. Do đó, các tín đồ phải suốt ngày ăn rồi lải nhải tôn vinh, nịnh nọt và ca ngợi Chúa, mà ý Chúa lại là do giáo hội vẽ ra rồi nhân danh và quyết định. Phật giáo là tôn giáo đề cao quyền con người, lấy căn bản sự khai sáng, sự hiểu biết, sự tu nhân tích đức, giúp đỡ người khó khăn để chuyển hóa số phận của chính họ, để chuyển hóa từ nghiệp xấu sang nghiệp tốt. Chỉ có chính con người mới quyết định được hành vi và số phận của chính mình. 11. Thiên Chúa giáo là tôn giáo cực kỳ phản động, rất cực đoan,
truyền giáo đến đâu là chủ trương tiêu diệt văn hóa truyền thống địa phương, truyền thống dân tộc, đến đó tiêu diệt tất cả tư tưởng đối nghịch, tiêu diệt mọi tự do, tiêu diệt tín ngưỡng địa phương và truyền thống của dân tộc. Phật giáo là tôn giáo luôn bảo tồn văn hóa địa phương, truyền thống dân tộc, chủ trương bình đẳng văn hóa, mái chùa ấp ôm hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. 12. Thiên Chúa giáo là tôn giáo đặt Chúa lên trên hết mọi sự, do đó tôn giáo này không quan tâm đến luật nhân quả, đến tham sân si, không cần tu thân tích đức, chỉ cần chơi bời rượu chè bê bát gái gú đàn điếm, rèn luyện học hỏi và sửa sang sửa chữa gì cả, chỉ cần cầu nguyện Chúa là đủ. Dù cho phạm tội bảy núi năm non, tới xưng tội với Chúa là hết. Do đó khi công an bắt bỏ vô tù thì rầm rối loạn lên, nói không có tự do tôn giáo, la ó ầm ĩ lên trong và ngoài nước. Do đó tôn giáo này rất độc ác, bất chấp lương thiện và đạo đức, việc ăn chay cũng chỉ để ca ngợi tôn vinh Chúa, ăn chay ba miếng chứ không phải ăn chay nguyên buổi. Ăn chay chỉ có ăn thịt thôi, không được ăn cá, ăn cá không, hoặc ăn cá không được ăn thịt. Phật giáo đề cao sự rèn luyện học hỏi, sự tu thân tích đức, coi sự sống muôn loài rất bình đẳng, chủ trương không sát sanh, khuyến khích việc phóng sanh. Do đó việc ăn chay của Phật giáo cũng mang tư tưởng như thế. 13. Thiên Chúa giáo là tôn giáo rất ích kỷ, tiểu nhân, bất khoan dung, rất cực đoan và rất độc ác, sẵn sàng bóp chết mọi tự do. Do đó khi một tín đồ không tin Chúa nữa, hay bỏ đạo, hay nói những lời trái với giáo lý, thì đức tin của họ, thì người đó sẽ bị nguyền rủa, trù ẻo và hù dọa bằng những ngôn ngữ rất vô đạo đức và vô nhân tính. Người đó sẽ bị giáo hội, người thân và cộng đồng gây áp lực, bị cô lập, bị tẩy chay và bị xa lánh, bị khinh thường như một kẻ mọi rợ, khiến cuộc sống của họ rơi vào bế tắc, không dám thể hiện bản thân. Thậm chí họ còn bị đánh đập và bị xử tử. Bọn con chiên nhà thờ thường hay lập ra một ông trùm để thu tiền và dỗ nạt, đánh đập những kẻ bỏ đạo hoặc những kẻ không trung tiền cho họ hàng tháng, hàng quý, hàng tuần, hàng năm. Phật giáo là tôn giáo lấy việc cứu độ chúng sinh, khoan dung, độ lượng và giải thoát con người lên trên hết. Do đó Phật giáo luôn tôn trọng quyền tự do của con người, dùng tín đồ bỏ đạo Phật để theo bất kỳ tôn giáo nào thì tín đồ cũng không hề vấp phải sự kỳ thị hay áp lực gì cả. 14. Thiên Chúa giáo là tôn giáo có hệ thống kinh kệ rất mâu thuẫn, rất vô nhân tính, thô tục, bỉ ổi, phản khoa học, mất tính người, mất dạy, lời lẽ đầy bạo lực và cổ vũ bạo lực rất tàn ác, kích động hận thù và hù dọa tín đồ rất kinh khủng, rất tàn ác. Do đó đặc điểm của những người theo đạo Chúa, Thiên Chúa thì rất cực, rất độc ác và lưu manh, nhưng lại rất đần độn và ngu dốt. Phật giáo là tôn giáo chủ trương bình đẳng văn hóa, bình đẳng muôn loài, không sát sanh. Do đó trong kinh hay lời Phật dạy của Phật giáo rất từ bi, nhân hậu, một con kiến cũng không nên giết. Do đó những người theo đạo Phật thường thì họ thông minh và sáng suốt hơn, nhân hậu và hiền lành hơn, chẳng bao giờ họ nhân danh Phật để nguyền rủa và trù ẻo ai. 15. Thiên Chúa giáo luôn nhân danh Chúa để moi móc tiền bạc của tín đồ rất kinh khủng. Hàng tuần đi nhà thờ, rồi nhà thờ đem cái rổ đi vòng vòng mấy cái bàn, chiếc bàn ghế. Cái người nào mà không bỏ ra thì thấy người khác bỏ ra, người ta nhìn cái ánh mắt khinh thường và khó hiểu, cho nên từ đó cũng móc ra. Nhưng mà mặc dù số tiền đó chỉ đủ để ăn sáng, hoặc là để giúp người ta mua một chiếc bút cho con cái người ta đi học, cũng phải móc những đồng tiền cuối cùng đó ra bỏ vào rổ cung phụng cho những cha nhà thờ.
Giáo hội luôn coi tín đồ là phải có nghĩa vụ phục vụ cho họ. Ai mà khó khăn hay không chịu đóng góp thì sẽ bị bài xích, sẽ bị đập tên, bêu ríu trong nhà thờ, rất nhục nhã. Phật giáo quyên góp tiền bạc trong các ngôi chùa là việc hoàn toàn tự nguyện, không ai góp cũng không sao, chẳng có liên quan gì. 16. Những tín đồ Thiên Chúa giáo khi đã giác ngộ và giải thoát được cho chính mình, khi họ tìm được sự thật và chân lý, khi họ đã thoát ra được cái đạo Thiên Chúa này, thì hầu hết họ đều rất thù hận và căm phẫn tôn giáo này rất thậm tệ. Họ đều dùng những ngôn ngữ rất nặng nề để mạt sát cái đạo Thiên Chúa này mà không hề sợ hãi. Tự vì họ đâu có gì đâu để mang tội, để sợ. Bọn đó mang tội đầy trời hơn ai hết, nguyền rủa họ thêm câu vài câu nữa cũng chẳng sao. Cho nên vì chỗ đó mà không hề sợ hãi. Phật giáo dù các tín đồ có bỏ Phật giáo để theo bất cứ tôn giáo nào thì họ vẫn tôn trọng Phật giáo, không bao giờ họ thù hận hay cực đoan với Phật giáo. Có hay chăng thì bực bội, tức tối bởi một vị nào đó thôi, chứ không phải đánh giá nguyên cả Phật giáo. Lời kết: do Phật giáo không dùng thần quyền và thủ đoạn để nhồi sọ và cai trị tín đồ, Phật giáo không gây mê muội để bịp bợm tín đồ, Phật giáo không dùng giáo luật để khống chế tín đồ, và Phật giáo hầu như không dính dáng đến chính trị, nên về cơ bản Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà con đường giác ngộ là một lối sống, là một nền triết học khai sáng loài người, là một môn học để giải thoát con người khỏi khổ đau, hướng đến bình đẳng và hạnh phúc. Vào những năm cuối đời, Albert Einstein đã bỏ rất nhiều thời gian tìm hiểu về các tôn giáo, và ông đã dừng lại ở Phật giáo và dành những lời nhận xét rất chân thành và có cánh dành cho Phật giáo như hình ảnh dưới bài viết này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Về sau mình sẽ làm những clip hấp dẫn hay hấp dẫn hơn. Mời bạn Nguyễn Cường sưu tập thêm những bài viết hay ho, và mình sẽ đang làm giúp mình để khai sáng làm lên cái những clip hay hấp dẫn để phục vụ cho những người chuẩn bị theo đạo hoặc có tinh thần đang theo đạo mà không biết đi đến đâu. Xin thưa quý vị và các bạn, trong cái kênh của mình thì mình đã nói với quý vị và các bạn là không chủ trương bật kiếm tiền để kiếm tiền bằng trên cái kênh này. Mặc dù kênh khác mình đã có, nhưng mình chủ trương là không bật kiếm tiền trên kênh này. Vì lẽ đó, như các bạn thấy, nó đủ điều kiện, nó tự lòng quảng cáo, nó tự làm, mình không biết chặn cách làm sao. Cho nên từ chỗ đó nó có một hai cái quảng cáo thì các bạn cũng nên thông cảm xí xót cho. Thì sau một thời gian có một tháng, hai tháng nữa, mình sẽ công khai cái tài khoản của mình để cho quý vị các bạn giữ trọn niềm tin rằng khi có quảng cáo là không phải từ lợi dụng của mình, không phải từ lợi là làm kênh YouTube đánh phá tôn giáo hoặc là nói những lời gì để kiếm tiền phi pháp, hoặc là kiếm tiền trên sự đóng góp của sách hiếm cũng như quý vị và các bạn đã cống hiến những bài viết hay bổ ích cho mình để chia sẻ cho cộng đồng. Cho nên vì lẽ đó mình sẽ không bao giờ bật kiếm tiền ở nơi cái kênh này, và không kiếm tiền chính đáng, không kiếm tiền ở trên cái kênh không chính đáng này. Kênh này chỉ giúp mừng những người khai mở tâm trí khi nhận định được đâu là Phật giáo như thế nào và Thiên Chúa như thế nào, và sự tàn độc của Thiên Chúa như thế nào, ra sao để cho con người chúng ta nhận xét đúng đắn với bản chất của tôn giáo này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.